Hả? Em cảm ơn anh. Có cần anh ôm giúp không? Dạ thôi, văn phòng em ở ngay đây rồi. Em cảm ơn ạ. Ô, thế là em cũng làm việc ở toàn nhà này à? Bạn gái của anh cũng làm ở toàn này đấy. Ủa, thế ạ? Ừ. Mà sao em chưa nhìn thấy anh bao giờ? Ờ đúng rồi, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên anh đến mà. Hôm nay anh đến ấy, để tặng cho bạn gái anh chiếc xe hơi anh đậu dưới kia rồi. Đó. Em ngưỡng mộ tình cảm của hai người quá à. Có gì đâu em. Nếu mà cô ấy yêu anh đậm sâu ấy, mà cứ anh đồng ý ấy, anh sẽ tặng cô ấy cả một cái trung tâm thương mại cơ. Hả? Cả một cái trung tâm thương mại ấy hả? Ừ. Không biết là cô gái nào may mắn bước chân được vào nhà phú hào thế hả? Ủa? Mà cả cái tòa nhà này có đúng một văn phòng công ty em thuê ở đây thôi. Bạn gái anh nhà một công ty vận tải trường kỳ ạ. Ờ đúng rồi em. Thế ạ? Anh xin phép. Em đi cho. Ơ nhưng mà này cho anh xin bó hoa. Dạ vâng ạ. Ừ. Em xin nhá. Dạ vâng ạ. Em đi nhá. Dạ vâng ạ. Hoa đẹp của em không lấy VIP ạ. Ơ anh. May quá. Xe thì cô không nhận, nhưng mà hoa thì cô nhận rồi. Tức là anh có cơ hội rồi đấy. Mà thôi em phải đi làm nhá. Ba ngày đi. Thế nhá. Ăn đi. Chị muốn gắn ghép chị với anh ta đấy. Con của đối tác. Con của đối tác mắc mớ thì chị sẽ hoàn ta. Vì là con của đối tác quan trọng, cho nên là chị không thể nào mà chị từ chối phũ phàng với anh ta được. Hả? Bố chị cũng đã nhắc chị rồi. Làm quen thôi, đừng có làm hỏng việc công ty. Thì thế đấy. Có thật không? Ừ. Thật. Em tin chị đúng lần này thôi đấy nha. Chị đáng tin mà. Nhưng mà chị đang không biết làm thế nào để đối phó với anh ta đây. Chị Lâm. Em có cách đấy. Thật. Nhưng mà chị phải làm theo lời em nói. Làm theo lời em hết. Sáng nay thôi, anh gọi điện rồi, anh còn hứa là tặng cho cái ô tô. Cô ấy đồng ý đi cà phê với anh rồi, thế bây giờ lại đổi ý, chả biết như nào. Em nghĩ là do con gái cần thời gian suy nghĩ, chứ chuyện tình cảm đâu cứ phải một chốc một lát là được, đúng không? Thế không biết anh phải làm sao bây giờ. Em nghĩ thế này này, anh là người có điều kiện, có gì đâu mà phải buồn, đúng không? Chuyện tình yêu cũng đến từ hai phía. Nếu như anh gượng ép quá thì đấy đâu gọi là tình yêu nữa. Ờ, em đúng đấy, anh cảm ơn nhá. Đúng là anh hơi vội vàng thật. Chắc anh phải tìm khách khác vậy. Cố lên nhá. Cần người tư vấn tình cảm cứ liên hệ với em. Hả? Ủa thật á? Vâng ạ. Ờ, nếu mà vậy thì em anh chỉ số nhá. Dạ vâng ạ.
0936. Anh yêu được chưa? Sắp rồi. Đứa mất dậy nào là cứt ký hoài ở đây, vô ý thức thế nhỏ. Hả? Trời ơi, giữa công cộng như này mà ném rác bừa bãi sao? Nhìn bóng hoa quen đấy. Anh ơi, đi ra ngoài kia anh ném một em vào thùng rác cơ. Chả biết đứa nào vô ý thức quá. Có gì hẹn gặp lại anh sau ha. Ừ, anh xem nhá. Dạ. Em à. Anh lại đến nữa. Cô ấy vẫn từ chối tình cảm của anh. Chán quá. À, hay là anh có thể mời em đi cà phê được không? Dạ vâng, được ạ. Còn đi. Đứng lại. Hai cô cậu đi đâu thế ạ? Chú Đà, tôi cũng đang muốn gặp chú đây. Còn ngại chú thành quá. Tôi không muốn nữa. Hả? Kết thúc rồi. Hai đứa có chuyện gì mà thành ra nông nỗi này? Ông về mà hỏi ông con gái ông ấy. Tôi có người mới rồi. Ơ kìa, kìa. Ơ kìa. Ơ kìa, chẳng phải là anh Quân. Mà ai kìa? Có phải Hà Ly nhân viên của con không ạ? Bố thấy chưa? Anh ta đã đến tán tỉnh con chỉ là phụ. Bây giờ còn muốn bắt cá mấy tay như thế này này. Bố không biết nó là con người như vậy. Bố mai mối kiểu này là định hại đời con gái của bố ạ. Thôi nào, con gái ngoan của bố, bố sai rồi. Từ nay bố sẽ không mai mối kiểu này nữa. Bố hứa đi. Được, bố hứa. Cho anh cơ hội để đến cái em được không? Hả? Sao lại là em ạ? À? Thì lần đầu gặp em thì anh đã có cảm tình cái em rồi. Em đúng là gu chuẩn của người yêu trong mắt của anh ấy. Em thấy là anh thích chị Lâm mà. Và thì em dễ thương này, tốt bụng này, quan tâm đến mọi người. Và đặc biệt ấy, mỗi lần mà nghĩ đến em làm cho con tim anh lại loạn nhịp. Thật á? Nhưng mà thực sự em có người yêu mất rồi. Em xin lỗi anh nhiều nhá. Cái gì? Nhưng mà tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Không phải với mỗi mình anh đâu. Với ai em cũng đối xử tốt như thế mà. Thôi em xin phép, em lại về công ty đi ạ. Hà Ly, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định anh sẽ phải có được em. Nhưng mà em có người yêu rồi, anh không nghe thấy hả? Đừng lừa anh nữa. Em như nào anh phải biết chứ. Hả? Anh không tin em. Đúng. Thế để em chứng minh cho anh thấy nhá. Đợi em lắm. Chờ một chút nữa thôi, người đó sẽ đến đây ngay lập tức đấy ạ. Thôi nào, đừng lừa anh nữa. Cậu Khang là của công ty em đúng không? Sao anh lại nghĩ là thằng Khang được? Thì mỗi lần mà anh nhìn Hải Lâm ấy, thì anh thấy em và Khang thân thiết cả nhau. Nhưng mà anh nghĩ đấy chỉ là tình cảm đồng nghiệp bình thường thôi, không có gì cả. Anh thông minh dã man, em với thằng Khang chỉ là bạn được thôi. Còn người ấy á. Hải Lâm, sao em ở đây? Chuyện quái gì đang xảy ra như vậy? Chị đến rồi. Anh Quân, anh rất là tốt. Nhưng mà em xin lỗi, em không thể nào chấp nhận tình cảm của anh được. Còn vì lý do thì anh nhìn thấy rồi đấy. Hai cô sẽ lừa tôi hay như vậy. Tình cảm của chị Lâm thì chị đã từ chối em ngay từ đầu rồi mà.
và tình cảm với em. Vốn dĩ em chỉ có anh là bạn thôi. Đấy là anh tự luyến đấy chứ. Ali, cô thẳng thắn đấy. Các cô được đấy. Quá, đi lên các phòng khe nhá. What? Ôi, ê, thế mà kêu tặng chị cái siêu xe đấy. Bruh. Còn tính tặng chị cả cái trung tâm thương mại đấy. Thế cơ? Thế chị tặng em cái gì? Sao? Đi ăn á? Tôi chưa chọn được quán. Thì ra con bé này là lý do khiến con từ chối được Quân. Sống thật với con người của con, tính cách của con, và cũng không muốn lừa dối anh Quân đâu. Một là con bé này muốn xéo khỏi công ty. Hai là muốn sẽ dẹp chỗ này lại. Không có ai đâu cả. Vậy là con đã có sự lựa chọn của mình. Chủ tịch ơi, cháu xin chủ tịch đừng làm như thế ạ. Tôi không là sếp của các cậu. Tôi còn chưa xử cái tội bao che cho thứ gì ạ của các cô đâu. Bố không muốn nói bọn con gì. Từ giờ bố và con không còn liên quan nữa. Chỗ này dẹp đi. Chị Lâm ơi, chủ tịch có vẻ giận lắm đấy ạ. Bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Chẳng lẽ tao lại phải nghỉ việc? Không. Mọi người không phải lo bất cứ một cái gì cả. Tôi vẫn sẽ là giám đốc của mọi người và sẽ tìm thật nhiều khách hàng cho mọi người. Cho nên là chắc chắn không lo hết việc đâu. Chị Lâm, chị làm như thế khác gì đối đầu với bố đâu. Nghe chị này, chị chỉ đang bảo vệ thành quả công sức làm việc của chị thôi. Còn em ấy, chỉ cần nhớ một điều này, đó chính là tin tưởng chị. Khóc nín đi xem nào. Mình tưởng nó xấu có khóc còn xấu hơn, nó cười đấy xem nào. Để thấy răng à? Hàm dưới nữa. Máy của vài bước thôi, thoải mái, ok, hãy chạy.